Ngài đã đưa đất nước trở thành lạc hậu nghèo đói. Ngài mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển. Ngài đã tạo nên những bất công trên mọi miền đất nước. Ngài mà đánh dấu dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng nô lệ cho ngoại bang. 30 tháng 4 cũng là ngày đen tối nhất của dân tộc này. Chúng ta cũng thấy Formosa sản phẩm của độc tài. Formosa đang tàn sát người dân Việt Nam của chúng ta.